Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Nó quay trở lại với khóa học SQL Server. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cách sửa bằng thao tác chuột. Chúng ta sẽ sửa data type của cột giới tính thành bit. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl S để lưu. Như vậy là thông tin đã thay đổi. Đây là cách thứ hai. Chúng ta sẽ sử dụng câu query để thay đổi data type của cột. Đây, chúng ta sẽ thay vào công thức này, enter, khách hàng, modify. À, đầu tiên ta phải refresh lại đã, đây, cột giới tính đã chuyển thành bit rồi. Như vậy là cách dùng chuột đã thành công mỹ mãn. Tiếp đến là chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh. Đây, chúng ta sẽ cho data type vào đây, chúng ta sẽ chuyển lại về tiny int như ban đầu. Chúng ta không sq. Lỗi rồi. Trời ơi, cái quân que gì đây? Không có từ khóa modify các bạn ạ. Chúng ta phải dùng câu lệnh enter. Hoặc là tiếp tục không hiểu giới tính là gì. À, vì chúng ta thiếu từ khóa column nữa, phải enter column giới tính. Như vậy là sẽ được thôi. Được rồi, chúng ta cùng refresh lại. Đã thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.